em chào anh Bảo Vũ, chào mọi người. Chào anh. Vâng, lần đầu tiên lên trang anh Bảo Vũ nói chuyện. Anh em mình cũng kết bạn với nhau lâu lâu rồi, nhưng mà cũng thường xuyên theo dõi các cuộc live stream của anh. Thì hôm nay là hôm đầu tiên được nên nói chuyện cùng với chia sẻ cùng anh với lại các anh các chị trên diễn đàn. Thì cũng ngồi nghe anh nói từ nãy, nhưng cũng muốn lên, nhưng mà để cho anh cũng muốn để cho anh nói hết ý của mình. Thì em lên thì cũng có một số cái lời chia sẻ với các anh các chị trên diễn đàn này, thế này. Thực ra thì em không 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 biết nói gì nhiều cả. Thế nhưng mà về cái vấn đề của cái lũ dân chủ cuội ở trong nước đi đấu tranh xuống đường biểu tình đấu tranh cho đòi quyền tự do dân chủ. Thực ra để mà nói, bọn dân chủ cuội ở trong nước xuống đường đi biểu tình đấu tranh cho tự do dân chủ. Thế nhưng thực tế để mà hỏi ngược lại chúng nó, để mà ngược lại hỏi ngược lại với cái đám dân chủ đó, tự do dân chủ có nghĩa là gì? Thì chúng không thể trả lời được là tự do dân chủ là gì. Bởi vì chúng không hiểu cái tự do dân chủ là gì. Và chúng cũng không hiểu cái đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam từ xưa đến nay đi theo một cái định hướng nhất định của Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra. Có nghĩa là tự do dân chủ là gì? Tự do dân chủ ở Việt Nam có nghĩa là tất cả những cái đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra là dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Mọi công việc liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế của nhân dân hoặc thu hồi đất hay bất kỳ một cái quy hoạch nào của nhà nước mà ảnh hưởng đến cái việc quyền sử dụng và quyền sử dụng đất của nhân dân đều được nhà nước đưa ra trước, Đảng và nhà nước đưa ra trước toàn dân để bàn bạc cho dân dân biết, dân hiểu và dân tham gia. Khi đến khi đi vào thi công, dân kiểm tra. Đó là cái định hướng nhất định về cái mặt dân chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đó là cái định hướng chủ yếu, chủ chốt nhất và cái hướng đi duy nhất do Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thì trong tất cả mọi cái chính sách pháp luật cũng như là chính sách về mặt giải phóng mặt bằng, về quy hoạch và thu hồi đất của nhà nước đã đưa ra trước toàn bộ người dân để cho người dân biết và dân nắm được là cái chương trình như thế này, nhà nước có định hướng là như thế này như kia để phát triển kinh tế cho nhân dân. Vậy thử hỏi rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam có tôn trọng quyền công dân không? Có tôn trọng cái quyền tự do dân chủ không? Đó là mới là cái vấn đề. Chẳng qua đây chúng ta có thể nhìn nhận một điều rằng cái chiêu bài tự do dân chủ, cái chiêu bài tự do dân chủ của lũ phản động ở ngoài nước kích động một số các cái nhóm dân chủ trong nước xuống đường biểu tình là gì? Với những cái thái độ và cái định hướng và cái đường lối hoạt động của chúng thì là chỉ mang một cái tính chất rằng muốn học hỏi theo những cái mà nó cũ kích của tư bản chủ nghĩa, có nghĩa là thù ghét với cái muốn rằng chống phá để tất bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới theo cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Mọi cái cuộc biểu tình, mọi những cái hoạt động của lũ phản động làm nên ở trên đất nước Việt Nam này, ngoài cái vấn đề thù ghét chế độ ra không còn một cái lý do gì khác. Bởi vì sao? Bởi vì chúng thù ghét chế độ, chúng lấy lý do rằng chúng thương dân Việt Nam, chúng yêu quê hương đất nước Việt Nam. Nhưng thực tế thì cái chiêu bài của chúng nó đã cũ rích rồi. Mọi người dân chúng ta đều có thể nhìn nhận được, ngoại trừ một số các nhóm dân chủ, nó vẫn còn tin tưởng vào những cái tư tưởng đường lối của cái lũ phản động ở nước ngoài, học hỏi theo một số các cái nước tư bản
để chống lại các quốc gia đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Chúng muốn em có vào trong các cái đấu trường dân chủ một vài lần thì có một số các cái thằng chống cộng ở nước ngoài nó có nói, khi vào tranh luận với chúng có nói rằng là đây là mày chỉ muốn mong muốn bảo vệ chế độ, đúng không ạ? Vậy thì chúng, vậy thì những cái câu nói của chúng là đã cho anh em mình một cái câu trả lời nó rõ ràng, nó quá rõ ràng về cái bản chất của chúng rồi. Bản chất của chúng không có gì khác ngoài việc thù ghét chế độ. Chúng muốn lật đổ cái chế độ cộng sản này để đưa tư bản chủ nghĩa vào đất nước Việt Nam. Thế nhưng thực tế tư bản chủ nghĩa vào đất nước Việt Nam này sẽ làm được gì? Liệu có hơn người cộng sản không? Sẽ không bao giờ. Bởi vì chế độ nào cũng vậy, cũng có người thế nào, người thế kia, cũng có ông lãnh đạo xấu, ông lãnh đạo tốt. Ngay cả các nước tư bản, ngay cả Mỹ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phải ra điều trần trước Quốc hội vì vấn đề tham nhũng, liên quan đến tham nhũng. Vậy thì ngay cả một cái đất nước trong sạch như nước Mỹ mà còn có tham nhũng thì thử hỏi rằng ở Việt Nam làm sao tránh khỏi? Bởi vì Việt Nam ta là một nước đang phát triển. Những cái việc bất cập liên quan đến những vấn đề gọi là quản lý nhân sự hoặc là cái vấn đề ra kia con, hoặc là những cái vấn đề ra ngoài, những cái vấn đề liên quan đến những cái quản lý quy hoạch thì không thể nào mà tránh khỏi được cái việc bất cập. Cho nên chúng lấy một cái đích là một nền cái nền kinh tế của Mỹ để chúng đưa ra, chúng so sánh với cái nền kinh tế chính trị của Việt Nam. Đây là một cái sự ngu dốt nhất. Đây là một cái sự ngu dốt nhất của lũ chống cộng ở nước ngoài. Tại sao nói là ngu dốt? Một cái nền kinh tế chính trị đi trước Việt Nam cách đây khoảng độ 50 năm. Người ta phải vững mạnh hơn. Người ta có những cái bước đi chắc chắn hơn so với một cái nền kinh tế mới nổi, gọi là mới đang trong cái đà phát triển như Việt Nam, mới phát triển vào cách đây khoảng độ 20 năm. Thì làm sao mà có thể so sánh được với một cái nền kinh tế? Đây là một cái sự so sánh của chúng, nó là một cái sự so sánh ngu dốt nhất. Và một số các cái nhà dân chủ, hoạt động dân chủ ở Việt Nam, với những cái tư tưởng ngu muội, tin tưởng vào những cái đường lối chống cộng của lũ chống cộng ở nước ngoài, thực ra cũng không có ngoại lệ gì khác mà ngoài là các ông các bà tham những cái đồng tiền do hải ngoại nó gửi về. Chứ thực tế các anh các chị cũng chưa được biết thực chất cái lũ phản động ở nước ngoài nó là một cái tổ chức nó như thế nào. Các anh các chị chỉ lên trên các cái diễn đàn hoặc là lên trên các cái trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, thấy người ta đưa những cái thông tin là công an Việt Nam cưỡng chế mới thu hồi đất của nhân dân. Thì thực tế trong tất cả các quy hoạch của nhà nước Việt Nam thì nhà nước, đảng và nhà nước Việt Nam quy hoạch những cái khu đô thị hoặc những khu công nghiệp nhằm mục đích gì? Có phải nhằm mục đích nâng cao đời sống của nhân dân không ạ? Nếu mà không nâng cao đời sống của nhân dân, nhà nước người ta có thu hoạch, các ông đảng viên ông có quy hoạch để ông ấy lấy đất về cho riêng bản thân nhà ông đâu. Ông lấy đất ra để ông quy hoạch các cái khu đô thị, quy hoạch các cái khu công nghiệp để cho người kêu gọi cái nguồn đầu tư từ nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.
khi người các cái nhà đầu tư nước ngoài người ta đầu tư vào Việt Nam thì các công ty người ta mở lên các công ty thì nhân dân Việt Nam nhờ vào đó mới có việc làm để mới kiếm đồng tiền nuôi gia đình, và nhờ vào đó nhà nước Việt Nam mới có nguồn thu để mới giảm được thuế nông nghiệp cho nhân dân. Tôi hỏi Đảng và nhà nước Việt Nam giảm thuế cho nông nghiệp cho nhân dân bao nhiêu năm nay rồi nếu không nhờ vào các nguồn thu đó? Vậy thì bây giờ chúng ta đấu tranh vì cái gì? Các ông các bà xuống đường đấu tranh vì cái gì? Chẳng qua là đấu tranh về những cái tư tưởng óc bạo động, không nhìn nhận được những cái chính sách mà nhà nước, Đảng và nhà nước đã làm cho ta. Các ông các bà chỉ nghĩ là à, tôi chưa có lợi ích. Tôi sống trong cái chế độ này tôi chưa có lợi ích. Thì tôi, các ông các bà nghĩ rằng là sống ở quốc gia nào thì quốc gia đó phải lo cho các ông các bà từ cái miếng ăn đến chỗ ở, không có cái vấn, không có cái chuyện đó đâu. Cái chuyện đó là tòa hoàn toàn là do các ông các bà mơ tưởng ở một cái chế độ trên trời, chứ ở dưới đất không có quốc gia nào là người ta lo cho người dân từ miếng ăn đến 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 chỗ ở được. Bên một thất nghiệp rất cao, tỷ lệ người dân vô gia cư rất cao, thậm chí là bọn dân chủ ba que sang nước Mỹ không có việc làm phải đi nhặt ve chai ở ngoài đường. California giàu sang phú quý đi nhặt ve chai về để có đồng tiền để lục để cống nộp cho bọn Đảng Việt Tân, lấy tiền để chi vào trong những cái việc là gửi về Việt Nam để kích động biểu tình vô ý nghĩa. Một cái việc làm vô nghĩa như vậy, tại sao còn cố không nhận, không nhìn nhận được ra nó để mà ta phòng tránh, mà ta còn lao đầu vào những cái vấn đề đó, lao đầu vào những cái cuộc biểu tình đấu tranh chống lại cái nhà nước mà lo cho chúng ta từ cái khi mà còn nói thực nhiều, có nhiều người trên các cái diễn đàn này. Thực tế các ông các bà chỉ biết rằng là à, ta đang nghèo, ta đang đói. Thế nhưng cũng có những cái lúc mà có, ngay từ những cái khi mà các ông các bà cái quần không có mà mặc, đất nước Việt Nam này có những cái kẻ có quần không có mà mặc, mà để đến bây giờ Đảng và nhà nước nâng cao cái đời sống nhân dân cho các ông các bà có việc làm, có cái việc làm để đi kiếm cái đồng tiền để về để lo cho gia đình, để có cái quần, có cái quần mà mặc, có cái miếng ăn để lo cho con cho cái. Thế mà nay các ông các bà nói là các ông các bà còn xuống đường để các ông các bà biểu tình đòi quyền dân chủ. Vậy thì quyền dân chủ đó, chứ quyền dân chủ ở đâu nữa? Các ông các bà đòi gì nữa phải không ạ? Đòi cái gì? Các ông các bà muốn dân chủ đến đâu? Hay là các ông các bà ý, chưa có quyền tự quyết cho bản thân mình? Quyền tự quyết có đúng không? Quyền tự lo cho gia đình có đúng không? Quyền các ông các bà kiếm tiền có, muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở. Thì thử hỏi nó, đấy là dân chủ chứ còn đâu nữa? Hay là câu, hay là còn một số những cái anh cái chị là còn muốn là tôi làm những cái này tôi sai luật pháp, nhưng mà mấy anh chị em đang nói chuyện, đừng đừng nhắn tin nhá, nhắn tin nó đừng nhắn tin nhá, em có mấy cái tin nhắn này anh chị cứ gọi. Vì vậy là ngay trong cái cuộc biểu tình vừa rồi ở Bình Thuận thì chúng ta có thể thấy rằng cái lũ chống cộng cực đoan ở nước ngoài nó kêu gọi biểu tình ôn hòa. Vậy thì tất cả những cái sự việc xảy ra trong cái cuộc biểu tình ở Ninh Thuận, ở Bình Thuận vừa rồi thì thử hỏi là nó, cái sự ôn hòa của chúng nó ở đâu? Hay là chỉ những, hay chỉ là chúng nó chỉ đưa lên những cái chiêu bài lừa bịp để cho người dân bị mờ mắt? Chúng nó chỉ bịt mắt những cái người thiếu hiểu biết. Em cũng vừa nghe anh Bảo Vũ nói đến giới trẻ, thì thực ra em cũng là một cái người rất trẻ tuổi. Chắc là nếu mà so tuổi anh Bảo Vũ thì anh Bảo Vũ hơn em mấy chục tuổi. Năm nay em cũng tầm được, em ngoài 30 tuổi thôi. Đấy. Nhưng mà
Bây giờ có một số các ông các bà lập ra những cái diễn đàn như diễn đàn VSK hoặc một số các diễn đàn khác. Thực tế những cái người những cái người lập lên những cái diễn đàn đó, em không thấy có bất kỳ một cái bạn trẻ nào ở trên cái diễn đàn đó mà vào đấu tranh chống lại các tư tưởng luận điệu xuyên tạc của Ba Que hết. Mà em cũng không thấy bất kỳ một cái bạn trẻ nào tham gia vào cái diễn đàn đó, mà toàn là những cái người, những cái ông già, có kể cả có những cái ông là cựu chiến binh. Có duy nhất em thấy có Khoa Lữ mới lại lên Lê Xuân Nghĩa, đó là gọi là trẻ trẻ hơn một chút. Thế nhưng thực tế với những cái đầu óc của các anh các chị ở trên các diễn đàn VSK, các chị còn ngu muội so với các cái giới lớp trẻ sau này lắm. Với lớp trẻ sau này người ta nhận thức được rằng à thế nào là có lợi ích cho nhân dân, có lợi ích cho đất nước người ta. À, như thế nào là phản động, như thế nào không phải phản động. Và như thế nào là tốt cho quê hương mình, như thế nào là không tốt cho quê hương mình. Nhưng mà thực ra các chị lập lên cái diễn đàn VSK mới đầu tiên các anh các chị cho là cái diễn đàn yêu nước. Thế nhưng mà càng ngày các anh các chị hoạt động nó lại càng mang cái tính chất níp côn đồ và lưu manh. Càng ngày các anh các chị này hoạt động nó lại mang càng mang cái tính chất là xuyên tạc và bôi nhọ lịch sử. Không những các anh các chị bôi nhọ lịch sử mà các anh các chị còn bôi nhọ cái danh dự của cá nhân những con người yêu nước ở trên cộng đồng mạng xã hội. Vậy thì thử hỏi một cái kênh mang cái danh này yêu nước mà các anh đi anh bôi nhọ tất cả những con người yêu nước. Thì thử hỏi các anh các chị có xứng danh là những con người yêu nước không? Các anh các chị chưa xứng đáng là con người yêu nước. Mà các anh các chị cứ đi ra đường, cái lớp trẻ bây giờ người ta nhìn thấy người ta bảo à thằng này là VSK, là thành viên của VSK, người chống phá những người yêu nước, bôi nhọ danh dự của những người yêu nước, người ta còn lớp trẻ bây giờ người ta còn khinh thường bọn đó. Kể cả như ông Trần Văn Phước, đáng nhẽ ra như ông Trần Văn Phước, em rất tôn trọng ông Trần Văn Phước là một người cựu chiến binh. Bởi vì ông Trần Văn Phước, ông là một cựu chiến binh, mà ngay như bản thân gia đình nhà em cũng là, bố em cũng đã từng trải qua quân đội mười mấy năm trong chiến trường, đến khi giải phóng 10 năm xong mới về. Nếu như ông ấy là một người đàng hoàng, ông ấy là một con người yêu nước đích thực, thì sẵn sàng em tôn trọng ông ấy như là người cha người mẹ của mình, người cha người chú của mình. Thế nhưng ông ấy tham gia vào diễn đàn VSK này, ông ấy chửi, ông quanh lại ông chửi lại tất cả những người yêu nước. Thì vậy thì hôm trước em có một live stream ấy, ông Trần Văn Phước ông vào ông xem, hôm đó em chửi thẳng mà em gọi ông là thằng luôn, không bao giờ gọi ông là ông Trần Văn Phước, nhưng mà hôm đó này là em nói hơi quá. Thế vậy thì chúng ta phải nhận diện ra được tất cả những cái sự thật là như vậy. Còn em là một cái giới lớp tuổi trẻ đi sau các anh các chị, em chỉ nhìn nhận được những cái vấn đề là như thế thôi. Còn thì bây giờ là có khi là em xin phép em nhường lại diễn đàn cho anh, và để cho anh có thể mời một vị khách khác nên có thể đóng góp, mỗi anh em đóng góp một vài lời để cho cái diễn đàn của anh nó phong phú hơn một chút. Rồi, cảm ơn Quang Huy.